Xin chào tất cả quý vị và quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Dũng Audi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với quý vị và quý anh chị một mẫu xe vừa về tại nhà em. Và đây chính là chiếc Toyota Yaris, xe sản xuất năm 2016, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Và chiếc xe thì hiện tại đang được nhà em chào bán với mức giá là 495 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho tất cả quý vị và quý anh chị. Và bây giờ thì em sẽ đi qua một phần form dáng và nội thất của chiếc xe cho anh chị và quý vị cùng xem. Xe thì có màu bạc và form hatchback. Nhìn form dáng của chiếc xe thì cũng khá là đẹp. 2016, chiếc xe thì cam kết với tất cả quý vị và quý chị là không tai nạn, không ngập nước. Và chiếc xe thì chạy cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Máy thì chỉ có 1.3, rất là tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị. Số tự động chạy cũng rất là sướng. Xe thì có trang bị na răng đúc, phanh ABS 4 bánh. Xe có tích hợp xi nhan trên gương, chìa khóa điện thông minh. Đây là phần form dáng của chiếc xe đây ạ. Form dáng, form hatchback cũng khá là đẹp, ngắn nhỏ gọn, rất phù hợp cho chị em nào mà vừa mới học lái hoặc là để đi trong phố thì cũng rất là ok. Xe thì hiện đại đang mang biển 89A07898. Xe thì có trang bị cam lùi, đây ạ, có gạt mưa sau. Phần cốp sau của chiếc xe thì cũng rất là rộng rãi. Đây là phần cốp sau, khá là rộng rãi. Và chiếc xe thì cam kết không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ, keo cột thì còn nguyên zin. Và đời này của chiếc xe thì em có thể làm trả góp cho tất cả quý vị và quý anh chị lên đến 60-70% giá trị của xe. Đây ạ, nước sơn màu bạc còn khá là bóng và đều màu. Các phần form dáng và đèn nước là vẫn còn nguyên form của chiếc xe. Bây giờ thì em sẽ đi vào phần khoang nội thất. Đây, ghế bọc da, trần lỉ. Form dáng của chiếc xe đấy, xe còn rất là mới, nội thất cũng rất là sạch sẽ. Táp lô, táp ly. Đây là phần táp ly, rất là đẹp, sạch. Bây giờ sẽ đi lên phần trên này. Xe thì có trang bị gương kính chỉnh điện, cụm điện, có vô lăng tích hợp bàn phím, chìa khóa điện thông minh và đề lỗ thông minh. Có đề lỗ thông minh nha anh chị. Đây ạ. Máy lỗ thì rất là êm. Đầu đọc đĩa DVD. Điều hòa auto. Đây là phần táp lô. Táp lô cũng rất là sạch và đẹp. Và bây giờ thì em sẽ đi ra phần khoang máy. Xe này thì 1.3 số tự động, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe thì rất là ít, tại vì máy của nó chỉ 1.3 thôi, nhưng chạy cũng rất là sướng ạ. Thân vỏ của xe thì khá là nhỏ gọn. Đây là phần máy. Máy lỗ rất êm và khô, cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Đây ạ, máy nổ rất êm và khô, không hề có hiện tượng rung lỗ hay khác lạ gì cả. Vẫn còn nguyên sơn zin của nhà máy đây. Và số tự động chạy rất là bốc. Và vừa rồi thì em đã đi qua một phần form dáng và nội thất của chiếc Toyota Yaris, xe sản xuất năm 2016, số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan, máy 1.3. Và chiếc xe thì hiện tại đang được chào bán tại Dũng Audi với giá là 495 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho cả quý vị và quý chị. Quý vị và quý chị xem xe thì có thể liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua hai số điện thoại ghi mở đầu bài, hoặc cũng có thể đến trực tiếp tại nhà em nằm kế cạnh khách sạn 25 tầng siêu thị gần đầu thành phố Hải Dương đi vào, và có thể liên hệ trực tiếp để xem xe cũng như làm việc trực tiếp về giá cả cũng như là thủ tục trả góp của chiếc xe. Dũng Audi xin kính chào quý khách, hẹn gặp lại quý vị và quý chị tại các clip tiếp theo.